chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ một chút về cái làm YouTube các bạn. Bình thường các bạn khán giả mà nhìn thấy có quảng cáo là ghét, cho nên tôi mong các bạn là đừng có ghét quảng cáo, bởi vì cái người làm YouTube của chúng tôi là làm sao mong để có quảng cáo. Quảng cáo là để làm gì? Để chúng tôi được chiết khấu từ phần quảng cáo đó về cho những người đi sáng tạo video như chúng tôi đây. Cho nên là tôi mong các bạn là mỗi lần quảng cáo thông cảm thôi, đừng có ghét nha. Đấy, YouTube thì nó chỉ để cho mình làm video xong rồi họ cho mình quảng cáo thôi, để mình họ lấy từ cái tiền quảng cáo để trả cho chúng tôi, cho nên là các bạn đừng ghét nha. Các bạn nhé, nay mình cũng xin chúc các bạn xem video mình vui vẻ nhé, và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé các bạn. Nói về cái quảng cáo các bạn nhé, đa số là người khán giả bình thường thì người ta rất là bực bội ha. Khi mỗi lần mà đang xem hay là thấy quảng cáo bực mình, nhưng mà cũng phải thông cảm thôi. Cái này chỉ có những người làm YouTube như tôi đây thôi thì mới hiểu được cái vấn đề là quảng cáo đó, cũng như các bạn khác làm YouTube là có quảng cáo là vui. Ngày xưa vậy, tôi cũng đang xem gì mà thấy quảng cáo là vực gì vực. Nhưng mà sau này tôi mới hiểu được, thì ra là nhờ vào cái quảng cáo đó thì cái nghề phim ảnh truyền tải qua phần mềm YouTube này thì mới tồn tại được các bạn. Cũng nhờ vào cái quảng cáo đó để người ta có lấy chi phí ở trong đó để chi trả, trong đó thì mới có để cho mình xem các bạn, để mình giải trí là như vậy. Cho nên mình cũng là người sáng tạo video các bạn, thì mình cũng suốt bao nhiêu thời gian qua nay thì giờ cái video của mình mới được quảng cáo, cho nên là mình cũng rất là mừng. Và mình mừng mà mình đã đang làm được rồi. Cái suốt thời gian qua mình làm thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái để khó khăn ở trong cái việc làm video này các bạn. Nó gặp nhiều sự cản trở lắm, với lại nó yêu cầu nhiều cái kỹ thuật khác nữa, cho nên là làm nhiều lúc rất là mệt mỏi. Trong quá trình thời gian mình làm, mình phải bỏ thời gian ra và mình phải hy sinh rất là nhiều thứ thì mình mới làm được. Đến với cái con đường này nó cũng không phải là dễ gì đâu các bạn ạ. Cho nên là các bạn mà mỗi lần thấy quảng cáo thì các bạn cố gắng xem cho mình chút nhé, để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Vì mình cũng nói thật sự luôn các bạn, cái điều mình mà đến với lại cái nghề làm YouTube này là nó gặp rất là nhiều. Vì bạn bè này người ta nói này, rồi làm thế này thế kia, chị anh em rồi bà con người ta cũng nói rất là nhiều lắm. Rồi làm thì được hay không được thì đó, biết ở đâu thế này thế kia, rồi ôi thằng này thì nó làm ba cái gì đâu không. Nói chung là nó gặp nhiều sự cản trở lắm, nhưng mà qua quá trình thì mình cũng phấn
phấn đấu và mình làm được như những ngày hôm nay, để mà cho các cái video mình có được cái quảng cáo này thì cũng không phải là đơn giản đâu các bạn, phải trải qua rất nhiều thì mới có được, mới trở thành đạt được cái mức là một đối tác của YouTube và người ta mới chấp nhận mình là trở thành một đối tác của YouTube đó, để mình có thể cùng phát triển với là phần mềm YouTube đó, và mình có thể là cùng kiếm được miếng cơm miếng áo trên đó nữa. Cho nên là các bạn xem thì thấy quảng cáo đừng có vực nha các bạn. Đấy. Các bạn, mình đến với cái này thì thử thách của mình cũng vì rất là nhiều. Cái đầu tiên là mình cũng chẳng hiểu gì về cái công nghệ thông tin để đọc các cái thao tác trên trên máy tính, rồi mình cũng tự học dần. Thứ nhất, thứ hai là mình tự học đi quay phim các bạn. Thời gian để học quay phim thì bỏ ra rất nhiều, để mình làm được cái phim hay và phim chuyên nghiệp thì nó cũng không phải là dễ đâu. Mình phải tâm huyết, mình phải phấn đấu làm thật sự, và mình không biết nản lòng thì mình mới làm được. Làm này gặp nhiều sự cản trở lắm các bạn, cho nên là cái sự kiên trì của mình không bao giờ mình thua và mình ngừng. Chẳng có cái gì để ngăn được mình thì mình mới làm được các bạn. Cho nên mà các bạn mà làm mà thấy gặp khó này, gặp người này người kia nói là coi như là không làm được đâu các bạn, cho nên là mình phải chấp nhận và hy sinh. Hy sinh rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mình hy sinh vì một cái là bây giờ mình cũng có gia đình rồi, nhưng mà cái là vợ mình đã chia tay rồi, nên là mình phải sống để mà xa con mình. Mình không được ở bên cạnh với con mình vì hy sinh vào những cái vấn đề làm phim này. Và mình hàng ngày mình nhớ lắm nhưng mà không biết làm sao được. Nói chung là vợ chồng không được thuận như người ta nữa, cho nên là mình mỗi lần mà liên lạc với con thì khó khăn lắm. Rồi vì lúc vui thì không sao đâu, khi mà nó có chuyện gì đó ra là nó họ sẽ đối xử khác liền à. Cho nên là nó thông cảm cho mình á, nên là nó cũng nhiều cái chuyện lắm mà mình không thể nói hết ra được. Nên là hàng ngày mình rất là nhớ con lắm nhưng mà phải chịu lắm. Đấy là một cái hy sinh đầu tiên của mình. Cái thứ hai nữa là hy sinh của mình là chắc một người đàn ông nào người ta cũng luôn là thích người phụ nữ hết, đúng không các bạn? Nhưng mà một điều đó, một cái đó tôi là phải kiêng các bạn ạ. Biết sao là kiêng không? Để tôi muốn đến với lại chỉ chăm sóc cho cái kênh của tôi thôi, tôi không còn thời gian. Tôi chỉ sợ nhận mỗi lần mà lỡ mà thích ai đó rồi chờ đợi cũng thấy mệt. Chờ xong rồi người ta không thích, không chấp, không đón nhận những tình cảm đó của mình, coi như là đời là thấy nó mệt mỏi. Cho nên tôi sợ những vấn đề đó để ảnh hưởng đến vấn đề phim ảnh của mình. Cho nên là từ ngày chia tay vợ cũng được cả 5 năm nay mình vẫn sống như vậy. Vì sao? Vì mình muốn đạt được một cái mục đích của mình. Mình phải mọi thứ mình gạt qua một bên đi đã, để mình phấn đấu cho cái
mục đích của mình nó đạt được. Chứ mỗi lần mà tôi sợ lắm, dính vào cái chuyện tình cảm rồi mệt mỏi lắm. Rồi lúc đó thì mình ví dụ như mà người ta thích mình rồi, xong rồi người ta là bỏ mình, tự nhiên thấy nó mệt rồi, nó không làm được một cái gì, người nó ở đâu đâu không, coi như là đời thì cũng chỉ có kéo dài hoài như vậy, thì biết bao giờ nào mới làm được một cái gì đó cho cái bản thân mình, cho cả cái cuộc sống và tương lai của mình. Cho nên mình phải cương quyết, nhưng mà cũng quen được các bạn ạ. Sống hoài thế này là cũng thấy bình thường lắm, rồi cũng thấy vui lắm. Niềm vui và hạnh phúc của mình lắm. Thì ở đâu mình chỉ thấy là thì kênh mình nó phát triển được thôi, và mình có nhiều bạn bè ở khắp trên thế giới này, như một số người hải ngoại, người gốc Việt này thì không nói rồi. Có một số bạn là người chính gốc của họ, nhưng mà chúng tôi vẫn đều là làm bạn với nhau được, vì bây giờ là nó có công nghệ để dịch tiếng các bạn, cho nên chúng tôi vẫn làm bạn với nhau được, bạn trong nước và ngoài nước. Và cũng những điều đó để mình đã vui qua ngày, mà cứ ngày là cứ vui vui đi thế thôi. Rồi suốt thời gian làm này thì cũng có lúc vui lúc buồn các bạn. Có nhiều người nhiều lúc thì buồn lắm, buồn cuối cùng luôn. Nhưng mà mãi sau về mình làm được thì cũng thấy nó vui dần lên. Cái gì cũng vậy thôi các bạn. Phải qua thời gian, phải qua thử thách thì mới làm được. Các bạn ạ, nay mình tâm sự với các bạn đến đây thôi. Và mình mà các bạn đã theo dõi clip mình rồi, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Và mình sẽ dừng video ở đây các bạn nhé.